Tem SPCN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9.99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPCN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon. Ngày trôi qua, nhân cái chết của cụ Lê Đình Kình, một đảng viên 84 tuổi đời và 60 năm tuổi đảng, vẫn chưa làm người dân Việt Nam hết bàng hoàng vì cách hành xử tàn độc của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam dành cho một người lão thành cách mạng như cụ. Cụ là người đã từng gia nhập đảng Cộng sản từ những năm 50 của thế kỷ trước để xây dựng quyền lực cai trị đất nước cho người Cộng sản. Nhưng giờ đây, cụ lại bị thế hệ đi sau, những người tuổi đời thấp hơn hoặc chỉ nhỉnh hơn tuổi đảng của cụ, ra lệnh cho hàng ngàn lính xông vào nhà, tước đoạt mạng sống của cụ bằng 4 viên đạn vào người. Chỉ vì muốn cướp không 59 hectare đất ở cánh đồng xanh. Là quân nhân, một đảng viên có 32 năm tuổi đảng. Đến năm 2014, bác sĩ Đinh Đức Long đã tuyên bố từ bỏ đảng. Trước vụ án đồng tâm, bác sĩ Long chia sẻ. Cụ có thể công lao thế chứ công lao nữa chăng nữa. Mà khi mà không còn phù hợp với lợi ích của họ, thì họ sẵn sàng xử lý bằng mọi biện pháp, kể cả biện pháp mà tra đàn pháp luật. Vì đây là lợi ích nhóm nó là cao nhất. Thế thôi, nó không có pháp luật gì cả. Còn công thì cụ Kình gọi là công như thế thôi, nhưng mà so với nhiều người khác còn công to hơn. Tôi ví dụ như tướng Trần Độ chẳng hạn, còn ủy viên Trung ương Đảng, còn trung tướng, một trong cái khai quốc công thần. Thế mà rồi nó cũng rồi khai trừ ra khỏi Đảng, rồi hạ nhục, rồi đám ma còn bị phá rối. Thế cho nên là bất kể ai nhá, trong chế độ Cộng sản này, một khi mà Đảng thấy không cần đến, một khi đi trái lại lợi ích của Đảng nhá, chưa chắc lợi ích đó phù hợp với lợi ích đất nước dân tộc đâu, thì người ta sẵn sàng xử lý bằng mọi cách có thể, kể cả bằng vũ khí, bằng súng. Như vụ án Đồng Tâm vừa rồi là một vụ thảm sát, nói thẳng ra như thế. Tôi đề nghị chịu trách nhiệm. Tôi nói là thứ nhất là ông Trọng là Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, thống lĩnh các lực lượng vũ trang, thành viên Hội đồng Quốc phòng, người đi chức. Ông Nguyễn Xuân Phúc là Thủ tướng Chính phủ, nguyên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng. Người thứ ba là Bộ trưởng Công an Tô Lâm, ủy viên Bộ Chính trị, thành viên Hội đồng Quốc phòng, đại tướng. Là ba người đấy, là ba người trực tiếp ở chỗ là thế này. Ông Lâm là chỉ huy quân, công an là quân công ấy. Ông Phúc thì sau một ngày đến khen vinh danh tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát. Ông Trọng thì là người ký cái quyết định truy tặng huân chương chiến công hạng nhất. Trong khi tôi vừa nói rồi, xác chết chưa chôn, chưa nói chuyện mà thối rữa. Trong khi là những anh hùng liệt sĩ bao nhiêu cũng bị mấy chục năm nay còn chưa được truy tặng huân chương. Và đây là té giếng chết, có ngày huân chương, ngày hôm sau. Cái chuyện là chưa từng có trong lịch sử. Trong khen thưởng Việt Nam, nó trái quy trình, vì quy trình khen thưởng nó phải từ dưới lên. Nó phải có hội đồng thi đua khen thưởng, nó phải báo cáo thành tích, các cấp xét duyệt. Đằng này là chứ không có cái bước đấy. Thế cho nên đấy là cái việc đầu tiên. Và người thứ tư nữa, cũng có thể nói là đại tướng ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch nữa, là vì có quân đội tham gia vòng ngoài. Quân đội tham gia thì Bộ trưởng Quốc phòng phải biết chứ. Mà Hội đồng Quốc phòng của Việt Nam là có 6 người, thì 4 người chủ tịch, và trong đó chủ tịch, phó chủ tịch và 2 thành viên rồi. Có thể khẳng định rằng vào những thập niên trước thuộc thế kỷ 20, cuộc cách mạng của người Cộng sản thành công được là dựa vào nhiều yếu tố, nhưng trong đó yếu tố cực kỳ quan trọng đó là họ đánh đúng vào điểm huyệt của người dân Việt Nam lúc bấy giờ với khẩu hiệu giành lại ruộng đất cho nông dân và người cày có ruộng. Bởi dân số Việt Nam lúc này có đến hơn 90% là nông dân. Nhưng khi người Cộng sản giành được quyền lực cai trị đất nước, thì bản chất của họ đã bộc lộ ngày càng rõ rệt. Những người nông dân từng là lực lượng tiên phong, nòng cốt của cách mạng, thì giờ đây họ lại trở thành nạn nhân của chế độ Cộng sản nhiều nhất. Hàng trăm ngàn người dân bị đẩy vào đường cùng vì mất đất. Đây có lẽ là cú lừa lớn nhất trong lịch sử hàng ngàn năm của người dân Việt Nam. Rõ ràng bị lừa gì đó. Người nông dân thì 90% nông dân Việt Nam là mù chữ. Khi cách mạng tháng 8 mới nổ ra là mù chữ. Mù chữ mà. Cho nên cương lĩnh đầu tiên của Đảng Cộng sản do Tổng Bí thư Trần Phú khởi thảo năm 1930 là câu đầu tiên là gì? Chí phú địa hào, đào tận gốc, chốc tận rễ. Chí là trí thức, phú nông, địa chủ là cường hào, tức là như anh Toàn có chữ, có nghĩa, có tiền, có khả năng quản lý, có của. Đào tận gốc, chốc tận rễ, tức là tiêu diệt. Nó dựng ra là dùng giai cấp bần cố nông để cầm quyền, vô học cầm quyền. Sau này họ xây dựng đội ngũ trí thức xã hội chủ nghĩa, thì thực chất những người là chỉ là con người công cụ cho chế độ thôi, chứ không có tư duy phản biện.
tư duy gọi là phản biện tranh nhạo tranh tụng, thí dụ như thế. Thế thì hoàn toàn là họ thủ tiêu cái tầng lớp có ăn có học, dùng tầng lớp nông dân đi lên. Thế khác nhau hoàn toàn, lừa đảo rõ ràng rồi. Thực ra mà nói là mục đích của họ là xuyên suốt, họ giành chính quyền. Tất cả những hành động của họ chỉ là những biện pháp khác nhau để giành chính quyền và củng cố quyền lực. Chưa có những quyền họ cướp chính quyền rồi thì giữ chính quyền. Khi mà họ còn yếu thì họ phải tranh thủ, ví dụ như nước Việt Nam này 9% là nông dân. Thì lực lượng là lực lượng chính của cuộc cách mạng. Thì muốn thu phục lực lượng đấy thì họ đưa khẩu hiệu người cày có ruộng để đi theo. Thì theo xong rồi thì họ hợp tác xã họ lại thu hết lại ruộng. Ngay cho hiến pháp đầu tiên năm 46, tôi nhớ không chính xác, hình như điều 10 có luật là tư hữu về tư liệu sản xuất trong đất đai. Nhưng sau này là họ không thi hành và họ sửa đi những hiến pháp sau là họ bỏ cái điều đấy. Thế cho nên là gốc là từ cái quyền sử dụng đất đai không có. Cho nên họ sẽ có quyền lực rồi họ lợi dụng cái điều đó. Họ có thể tước đoạt tư liệu sản xuất, tước đoạt tài sản của bất cứ ai bằng con đường pháp luật, kể cả trong trường hợp đồng tâm vi phạm pháp luật họ cũng sẵn sàng dùng đến súng. Vì đây là tranh chấp dân sự chứ không phải là một tranh chấp về hình sự, mà họ sẵn sàng dùng vũ khí. Một đơn vị hàng nghìn lính tinh nhuệ trang bị tận răng mà tấn công một ông già 84 tuổi đời, 60 năm tuổi đảng, không trang bị vũ khí gì mà vào giờ người ta ngủ thì tiếng nói là không còn cái gì nữa rồi. Họ sẵn sàng trả đạp tất cả chỉ vì lợi và quyền. Mà cái này trong lịch sử chế độ Cộng sản Việt Nam thì nó xảy ra nhiều lần ở nhiều nơi rồi, chứ không phải lần đầu tiên. Mà Kình là nạn nhân, không phải nạn nhân cuối cùng, mà sẽ còn những nạn nhân khác. Vì một khi còn một cái chế độ mà không phải nhà nước pháp quyền, chuyện độc tài, cương lĩnh của Đảng đứng trên pháp luật của nhà nước mà, đứng trên hiến pháp mà. Thế cho nên mọi cái đều có thể xảy ra nếu như Đảng muốn mà Đảng ra nghị quyết. Thì cụ Kình chỉ là một nạn nhân như mọi nạn nhân khác mà chưa phải là nhân cuối cùng. Dù nhà cầm quyền có dựng lên những kịch bản như thế nào, nhân cái chết của cụ Kình, một nông dân sinh tại làng Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, sau gần 20 năm mạo hiểm mạng sống để xây dựng quyền lực cho Đảng Cộng sản, đến năm 1975, cụ về địa phương sinh sống và kiêm qua các chức vụ trong bộ máy cầm quyền địa phương như Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Tâm, Trưởng Công an xã Đồng Tâm, Chủ nhiệm Hợp tác xã Nông nghiệp Đồng Tâm. Thì đây chính là lời cảnh tỉnh cho người dân Việt Nam nói chung, đặc biệt là những người nông dân và đảng viên đã và đang tin vào chế độ Cộng sản Việt Nam. Nhưng cá nhân tôi thì thấy chả có anh hùng gì cả, chả xứng đáng cái gì, thậm chí họ là tội đồ luôn. Vì họ đã chĩa súng vào người dân. Lực lượng vũ trang là từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ. Bây giờ họ chĩa súng vào người dân. Người dân hơn hết là đảng viên có thể đẻ ra họ. Tuổi đảng của ông Kình còn hơn tuổi đảng của Nguyễn Phú Trọng. Hành động mà chĩa súng vào dân như vậy, tức là thực chất là phản dân hại nước rồi. Tôi lớn lên từ Hà Nội từ bé trong một gia đình lão thành cách mạng. Thì tôi học hết phổ thông, học sinh giỏi, tôi thừa điểm nước ngoài. Và tôi vào quân y là cái sự lựa chọn của tôi, cũng như mọi trường đại học khác. Và sau đó đi học nước ngoài. Thì tôi được kết nạp đảng tại thủ đô Budapest, Hungary năm 1982, ngày 2 tháng 9 năm 82. Thế là tôi học tốt, rèn luyện tốt, chỉ học hành thôi, không làm gì bậy bạ cả. Và đạt tiêu chuẩn thì lúc đấy là đứng hàng ngũ đảng là chuyện bình thường. Là sự lựa chọn duy nhất cũng là bình thường của tất cả những người học viên sĩ quan mà án học. Thế sau đó tôi về tôi phục vụ, tôi lên trên phục vụ chiến đấu trên biên giới Lạng Sơn năm 85 đánh nhau Trung Quốc. Giáo viên học viện quân y. Còn quá trình mà từ bỏ đảng thì Đảng Cộng sản Việt Nam chế độ này nó đã thứ nhất là vi phạm pháp luật có hệ thống rồi, đi vi phạm không những pháp luật trong nước, các công ước quốc tế mà đã từng tham gia ký kết. Không làm đúng những cái gì mà lẽ ra nó phải làm. Chúng tôi tương trình cho đài SBTN tại Sài Gòn. Thêm SBTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9.99 đồng cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SBTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon.